Chị ấm nó đâu 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 đâu, chị bay đi đâu về đâu. Chị đi mua Oppo Reno 6 các em nhé. Theo nhiều tin đồn thì chỉ còn một vài ngày nữa là hai tân binh của nhà Oppo, đó là Oppo Reno 6 và Oppo Reno 6Z sẽ chính thức được ra mắt tại Việt Nam. Vậy bộ đôi này thì có gì đặc biệt và liệu có thể thành công tại thị trường Việt Nam hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Oppo Reno 6 lần này được kỳ vọng như thế bởi vì là thế hệ trước đó là Oppo Reno 5 đã vô cùng thành công khi chiếm vị trí top 1 tại thị trường Việt Nam vào quý 1 năm 2021. Có 3 lý do chính, đó chính là máy tốt, giá ngon và truyền thông cực mạnh. Oppo Reno 5 hướng tới lứa tuổi từ 18 tới 30, những người trẻ có tiền nhưng không nhiều. Ở một mức giá tầm trung khoảng hơn 8 triệu thì Reno 5 đáp ứng đủ các nhu cầu như chụp ảnh selfie đẹp, sạc nhanh 50-65W hay màn hình nịnh mắt mượt mà với tần số quét cao, đi cùng một vài tính năng độc đáo như là phơi sáng kép hay hiển thị kép giúp giới trẻ thỏa sức sáng tạo. Cộng thêm việc tặng rất nhiều quà thì Oppo càng khiến cho người mua cảm thấy cực hời. Còn về vấn đề truyền thông thì có lẽ là không cần phải bàn nhiều khi đây vốn là thế mạnh của hãng tại thị trường Việt Nam. Không chỉ phủ sóng nhờ những KOL cực khủng như là Sơn Tùng MTP hay Caric, chiến dịch truyền thông của Reno 5 còn gắn với cuộc thi chụp ảnh để promote cho ưu điểm lớn nhất của họ, đó là các tính năng trên camera. Vậy thì có lẽ chiến lược của Reno 6 sắp tới sẽ chỉ đơn giản là nâng cấp cả 3 yếu tố trên mà thôi. Đầu tiên chúng ta hãy nói về yếu tố sản phẩm. Oppo Reno 6 dường như là phiên bản hoàn thiện hơn của thế hệ trước. Về thiết kế thì Reno 6 cũng khá là bắt trend khi có một khung kim loại vuông vức, mặt lưng kính, màu sắc bắt mắt, hợp thị hiếu. Tính năng 5G là một tiêu chuẩn của smartphone tầm trung năm 2021 cũng đã được tích hợp trên sản phẩm lần này. Còn về mức giá thì Reno 6 sẽ ở khoảng trên dưới 10 triệu. Tuy nhiên nếu mà để ý một chút thì các bạn sẽ thấy Reno 6Z có lẽ sẽ được ra mắt trước tại Việt Nam, nên hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng. Và cuối cùng là về mặt truyền thông thì có lẽ là do dịch Covid thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cũng chính trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta mới có thể thấy được là vậy Oppo họ đầu tư như thế nào, họ tâm huyết như thế nào với cái sản phẩm Reno 6 lần này tại thị trường Việt Nam, và cũng cho thấy được tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với họ là ra sao. Và đó chính là những suy nghĩ của mình về thế hệ Oppo Reno 6 năm nay, và đặc biệt là trên hai sản phẩm là Reno 6 và Reno 6Z sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong một vài ngày tới. Còn các bạn thì nghĩ sao? Hãy để lại những chia sẻ, những quan điểm của mình, và cũng đừng quên ấn like, share cũng như subscribe và đặt chuông thông báo để nhận được nhiều hơn nữa những video mới nhất từ thế giới di động các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.